Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm thế nào để vẽ được một viên mắt trông có hồn nhất bằng chất liệu màu bột. Màu bột không phải là một chất liệu quá khó và rất phổ biến. Mình đã lựa chọn một mẫu rất là dễ, đơn giản, không có quá nhiều chi tiết phức tạp. Thì bước đầu tiên mình lựa chọn một màu sắc khá đậm và sau đó mình dựng hình. Với cả mí mắt, bọng mắt, khung hình chung của mắt cộng với phần bên trong lòng đen, mình sẽ phác sơ qua như vậy, cộng thêm cả một phần lông mày nữa. Sau đó mình lựa chọn một màu sắc trung gian và đi đều cho tổng thể cả mắt. Tiếp theo đó mình lựa chọn màu trắng để cân bằng lại. Trong quá trình vẽ mình sẽ liệt kê những màu mà mình dùng sang bên cạnh để các bạn có thể biết rõ hơn rằng mình đã dùng những sắc độ nào để vẽ cho mắt. Mình đang dùng một chiếc bút cỡ trung bình, không quá nhỏ và cũng không quá to để có thể dễ dàng đi được màu phù hợp với lại kích cỡ mà mình đã phác ra. Vì tính chất của màu bột là màu sẽ bị bạc đi khi chúng ta kết hợp với nước. Chính vì vậy, mình đang rất mạnh dạn tô những cái mảng màu đậm hơn so với mẫu, bởi vì mình biết rằng nó sẽ nhạt đi khi mà tranh của mình khô. Mình đang lên các cái màu sắc tương ứng với cái mẫu. Và tất nhiên, màu đậm nhất, phần đen nhất sẽ phải dành cho phần con ngươi. Mình đang cộng thêm một số các cái màu xám nhạt ở dưới phần mi mắt. Các bạn biết đó là gì không? Đó là phần bóng của lông mi khi mà đổ xuống cái phần lòng đen của con mắt. Và mình đã lên gần hết các sắc độ trung gian. Tiếp theo đó, như các bạn thấy, mình đang dùng một chiếc bút tỉa rất là nhỏ để đi vào các phần chi tiết. Phần lông mi mình sẽ không vẽ luôn, bởi vì lông mi nó sẽ gần mình hơn. Cái gì gần mình thì mình sẽ vẽ sau cùng, cái gì ở đằng xa thì mình sẽ vẽ trước. Chính vì vậy mình chưa vẽ phần lông mi vội. Mình đang tỉa nốt cái phần bọng mắt và mi mắt dưới để cho mắt của chúng ta có hồn. Thì các bạn hãy dùng thật là nhiều các cái sắc độ khác nhau. Đó, đôi mắt đang dần trở nên có chiều sâu. Mình lại tiếp tục liệt kê những màu mà mình đã dùng sang bên cạnh để các bạn có thể dễ dàng quan sát hơn. Vẽ màu bột cũng rất là ấn tượng và theo mình thì rất phù hợp để vẽ chân dung. Chúng ta có thể trồng lên các lớp khác nhau, màu sắc khác nhau khi mà cảm thấy chưa ưng ý. Chúng ta cũng có thể tiếp tục trồng lên. Mình đang dùng bút nhỏ để tỉa các sợi lông mày. Màu bột là một chất liệu khá thú vị để thể hiện mắt phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy comment ở phía dưới để chúng mình tiếp tục ra thêm những video khác hay hơn.